nó sẵn làm comment nó bị hư cái biến trở nữa các bạn, thì mình làm một clip để gửi đến các bạn để cho các bạn có tài liệu tham khảo cũng như nó rút gọn cái quá trình mà sửa chữa các bạn nha. Thì cái vấn đề cũng nhiều người chia sẻ lắm các bạn, nhưng mà mình thấy nó cũng không có được gọn gàng lắm, thì hôm nay mình làm lấy mình chia sẻ các bạn một cách gọn gàng nhất có thể nha. Thì để kiểm tra cái biến trở nó còn dùng được hay không á, thì cái khâu này thì nó cũng đơn giản các bạn, không có gì hết các bạn, chỉ cần mình đo 2 lần thôi là mình biết rồi. Đầu tiên á, các bạn để ở cái đồng hồ thang đo ohm nha, sau đó các bạn xác định là cái biến trở mình nó bao nhiêu ký. Ví dụ như này, con này 50 kg nè, thì nếu mà 50 kg các bạn đo nó lên khoảng tầm 60 kg hoặc là 40 là chuyện bình thường nha các bạn, tùy cái chất lượng có biến trở nha, chứ không phải nó cái biến trở nó sai số rất là nhiều nha các bạn, chứ không phải như là cái điện trở đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo để mình xác định nè. Đầu tiên các bạn dặn về ở đầu tiên các bạn dặn về nhỏ nhất luôn nha các bạn, sau đó các bạn đo hai cái que ngoài cùng á, hai chân ngoài cùng á, chân một chân hai, thì mình quy định là cái chỗ ở chân ngoài cùng và chân một nha các bạn. Thì mình đếm tới đây 1 2 3, thì mình đo chân một và chân hai này, nói chung hai cái chân ngoài cùng ở trong cùng cho các bạn đây, thì nó ra được khoảng tầm 2 ohm hoặc 1 ohm tùy chất lượng biến trở nha. Nếu mà nó cao hơn khoảng tầm 5 ohm là nó hư nha các bạn. Sau đó mình đo tiếp hai chân nữa, chân 2 và chân 3 các bạn đây, thì nó sẽ ra cái chỉ số của điện trở 57 kg. Thì như con này 50 kg, nó 57 kg là chuyện thường nha các bạn, các biến trở này chỉ cái loại tốt nó mới thông số nó mới chuẩn thôi nha các bạn. Nhưng đến cái bước này các bạn đo được thông số như thế này rồi thì nó gần như là 90% là con điện trở nó còn cái biến trở nó còn xài được các bạn. Sau đó thì chắc ăn thì các bạn dặn lên tối đa nha, mình đo y hệt như như thế, và mình đo ngược lại nha các bạn. Mình đo hai cái chân ngoài cùng trước đây, đo chân hai chân ba này đấy, nó sẽ có khoảng tầm 2 ohm nha, và mình đo hai cái chân trong cùng sau nó sẽ có khoảng tầm 57 ohm đấy. Thì các bạn lặp lại ở cái mặt sau nha các bạn, tại biến trở đôi mà nó là hai cái biến trở chung mà, cho nên các bạn đo mặt sau luôn nha. Đây mình không đo nha các bạn, như thế này là 100% là con biến trở còn dùng được nha các bạn. Chứ còn các bạn khi các bạn hiệu chỉnh nó có thể nó bị gọt gẹt hoặc này kia thì cái đó thì mình không chắc nha, mình phải có cái tín hiệu âm thanh vào đó với cái này thì mình mới biết nha. Còn thôi thì nếu mà các bạn dùng trong màn chỉnh áp á, thì các bạn chỉnh áp mới biết nha, chứ mình đo bằng cái đồng hồ này mình khó nhận ra đúng không ạ. Ở đây có mình sẵn một con biến trở nó bị hư nè, mình đo luôn cho các bạn tham khảo nè. Đây mình dặn về cái mức nhỏ nhất nha các bạn, mình đo hai cái chân trong cùng trước nha. Đây đây, hai chân trong cùng trước nè các bạn, bạn thấy không, nó lên tới 3.40 các bạn. Thôi vậy tới tới đây là mình xác định là con điện trở này nó hư các bạn, ô biến trở hư mình bỏ luôn nha các bạn, mình không cần kiểm tra tiếp nữa đấy. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi các bạn, chứ nó không có gì phức tạp nha, mình không cần tìm hiểu sâu vào cái cấu tạo đâu. Thì chắc có một clip nữa, một nữa là mình sẽ gửi đến các bạn là tìm hiểu sâu về cấu tạo của con điện trở, cái con biến trở này nha các bạn. Clip này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra nhanh nhất có thể, xác định được con biến trở nó còn sống hay chết nha, nó còn sống hay chết thôi nha các bạn. Chứ còn về cái chất lượng của nó thì mình không thể nào mà kiểm tra được nha. Thì mình cũng ví dụ cho các bạn xem, ví dụ trong âm thanh là trong âm ly các bạn dễ hiểu nhất á, ví dụ như các bạn dặn như là dặn lên nè, nó sẽ có cái tình trạng mà nó kêu gột 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 đó các bạn, thì cái đó là hiệu các bạn đo không thể nào mà nhận ra được nha. Còn mà các bạn cũng nhiều người chỉ là mình hiệu chỉnh nè, mình hiệu chỉnh thì các bạn đo, nhưng mình nghĩ là không cần thiết đâu, tại vì khi các bạn đo mà nó về nó không có các bạn về hết á, mà nó không có về khoảng tầm 2 ohm á, thì con biến trở này hư rồi, mình không có còn kiểm tra tiếp đâu. Còn nếu mà các bạn đo mà nó lên về 2 ohm á, và cả ở cái mức lớn nhất á, thì nó đa số nó còn xài được, chứ hiếm mấy con điện trở nào các bạn đo như thế này mà không còn xài được lắm, mình chưa từng gặp luôn á. Còn cái việc mà nó gột gẹt đó, hoặc là điều chỉnh nó không có được mượt các bạn, thì cái đó thì mình không có kiểm tra được nha. Ok, clip mình kết thúc tại đây nha các bạn.